Chào mừng mọi người quay trở lại video review tiếp theo của Viettel Công Trình. Và tuần này thì chúng tôi sẽ giới thiệu với mọi người giải pháp đèn năng lượng mặt trời gồm hai dòng sản phẩm chính là đèn pha và đèn liên thể. Giải pháp này thì sử dụng sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Suntech. Và còn bây giờ thì hãy cùng tôi là khám phá xem là giải pháp này thì có những ưu điểm gì đối với cả dòng sản phẩm đèn năng lượng mặt trời so với cả đèn đường thông thường. Và hiện tại thì Viettel Công Trình đang phân phối những sản phẩm nào nhé? Let it go. Hiện nay sử dụng năng lượng xanh sạch, chính bởi vậy mà các thiết bị sử dụng pin năng lượng mặt trời nói chung và đèn năng lượng mặt trời nói riêng thì đang dần trở nên phổ biến và ưa chuộng hơn trên thị trường. Nếu như mà đèn đường thông thường thì cái việc lắp đặt trở nên rất là khó khăn, đặc biệt là những điểm xa xôi khi mà người ta phải trăng dây điện rất là rườm rà do là phải đấu nối lên lưới điện quốc gia, thì đối với cả đèn năng lượng mặt trời thì vấn đề gần như là không gặp phải. Còn đối với đèn năng lượng mặt trời thì chỉ cần xây nền móng bê tông, lắp cột đèn và đèn, sau đó thì có thể sử dụng được ngay. Thêm vào nữa là cái chi phí mà thuê nhân công lắp đặt đèn đường thông thường sẽ đắt hơn, vừa tốn nhiều thời gian hơn và vừa tốn nhiều chi phí hơn. Còn như bạn thấy đây thì các bộ phận của đèn năng lượng mặt trời bao gồm có đèn, tấm pin lưu trữ và bộ điều khiển. Đây là đèn năng lượng mặt trời có công suất là 150W. Còn phía bên này tương tự là đèn năng mặt trời nhưng mà sẽ có công suất nhỏ hơn là 100W. Có hai loại pin năng lượng mặt trời khác nhau là pin mono và pin poly. Pin mono là pin mà có màu sẫm, các cái cell pin sẽ có hình vuông đan xen với cả hình thoi. Còn pin poly là pin đa thể thì sẽ có màu xanh đậm và cell pin xếp khít nhau như những mảng lớn. Cả hai loại pin này thì đều làm từ chất liệu silic và đều có chức năng là thu năng lượng mặt trời sau đó chuyển hóa thành điện năng. Tuy nhiên thì mỗi loại pin sẽ có những cái điểm khác biệt. Ví dụ như pin mono thì sẽ có giá đắt hơn do là nó được sử dụng chủ yếu là dạng silic dạng ống tinh khiết và hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện ánh sáng yếu, nghĩa là sẽ phù hợp với những vùng mà có chỉ số nắng thấp. Còn đối với pin poly giá rẻ hơn thì sẽ sử dụng ở những cái nhiệt độ cao sẽ hiệu quả hơn. Trong điều kiện này thì pin poly cũng sẽ có độ bền cao hơn với mức giãn nở và chịu nhiệt cao hơn so với pin mono. Về việc lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cũng sẽ đơn giản hơn so với lắp đặt đèn điện thông thường và cái thời gian trung bình lắp đặt một sản phẩm là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Ở đó vấn đề lắp đặt, còn vấn đề liên quan đến độ bền và tuổi thọ thì đèn thông thường sẽ sử dụng bóng đèn natri, dễ hỏng và nhanh phải thay mới hơn. Trong khi đấy thì đèn năng mặt trời sẽ có tấm pin năng lượng mặt trời có tuổi thọ từ 7 đến 10 năm và có khả năng chống chịu dưới nắng mặt trời, mưa, chống bụi và chống nhiệt độ cao. Chính bởi vậy mà cái thời gian sử dụng cũng sẽ lâu hơn và hạn chế được việc bảo trì, bảo dưỡng, tối ưu chi phí cho người sử dụng. Về vấn đề an toàn thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng đèn năng lượng mặt trời, do đèn hoạt động độc lập nên không cần phải đấu lên lưới điện quốc gia và cũng không cần phải đi ra rườm rà như là đèn điện thông thường. Còn về vấn đề ánh sáng thì đèn năng lượng mặt trời sẽ sử dụng ánh sáng có màu trong CRI tương tự như ánh sáng mặt trời. Cái ánh sáng này thì dịu mắt hơn, không gây nhức mắt cho phương tiện di chuyển bên dưới. Đây là một điểm mà nổi trội khiến cho đèn năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng nhiều hơn trong cái việc mà thi công lắp đặt đường, đường phố này hay là các đường quốc lộ, đường liên tỉnh. Thay vào đó, các cái đèn đường thông thường thì sẽ sử dụng cái bóng natri hay là bóng halogen, kim loại có màu vàng và gây ức chế mắt cho phương tiện di chuyển. Không những giúp tiết kiệm chi phí sử dụng điện mà đèn năng lượng mặt trời sẽ góp một phần quan trọng cho việc bảo vệ môi trường do sử dụng điện từ nguồn năng lượng xanh sạch. Đây là xu hướng sử dụng năng lượng trong tương lai và chắc chắn sẽ được rất nhiều người quan tâm. Và hiện tại thì Viettel Construction chúng tôi đang phân phối hai dòng sản phẩm đèn năng mặt trời bao gồm có đèn pha và đèn đường. Đèn đường sẽ gồm có đèn liên thể và đèn giới thể. Đối với đèn pha thì sẽ có kích thước nhỏ hơn, công suất thấp hơn nên sẽ phù hợp để sử dụng với hộ gia đình như là chiếu sáng trước hiên nhà, chiếu sáng sân vườn hay là trong trang trại.
có thể dễ dàng mang đi và chiếu sáng ở bất cứ đâu. Còn đối với đèn liền thể thì do là đèn liền thể sử dụng chủ yếu để chiếu sáng lối đi nên là nó sẽ được lắp ở tại một vị trí cố định ngoài trời, và đèn này sẽ cũng sẽ đi kèm với trục và cục đèn có công suất lớn hơn. Một điểm đặc biệt nữa đối với đèn liền thể hoặc là đèn rời thể thuộc vào nhóm đèn đường đó là nó sẽ có thêm chức năng cảm biến ánh sáng khi mà có người qua lại sẽ tự động tắt bật trong vòng phạm vi khoảng 6-8 mét để tối ưu được nguồn năng lượng sử dụng. Hai loại đèn này thì đều có thời gian sạc từ 6-7 tiếng và thời gian sử dụng chiếu sáng liên tục lên đến 14 tiếng đồng hồ tùy thuộc vào công suất của mỗi loại đèn. Và chính vì vậy mà khách hàng nếu có nhu cầu sử dụng đèn năng mặt trời thì sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng hay địa điểm lắp đặt để có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Còn riêng đối với các công trình sẽ luôn có những ưu đãi dành cho khách hàng đặt hàng ngay ngày hôm nay. Sản phẩm đèn năng mặt trời Suntech hiện đang có giá bán chỉ từ 856.000 đồng với chế độ bảo hành 3 năm và ưu đãi 1.1 với lỗ phát sinh từ nhà sản xuất. Thì khách hàng có nhu cầu tham khảo giá hoặc là mua hàng thì có thể truy cập vào website solar.vietheo.com hoặc truy cập fanpage giá các thích hợp thì đăng ký chất sừng để chúng tôi có thể hỗ trợ cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.